Món nào sau đây gần như không calo? Cái nhóm thực phẩm mà hầu như là không calo đó chính là cải son, bông cải xanh hay là cà chua. Nó sẽ không khiến các em bị tăng cân đâu bởi vì cái hàm lượng calo quá thấp. Thực phẩm nào sau đây không nên gọt giỏ khi ăn? Thực phẩm nào dưới đây không nên ăn khi đói? Trung bình thì các em ăn hơn 1kg dưa hấu á thì cái lượng calo nó vẫn thấp hơn ăn 100g đường. Câu hỏi số 9, một ngày nên ăn bao nhiêu trứng gà? Cái tỷ lệ 532 này nè là thầy thấy Tăng Thanh Hà hiện đang xài đó. Các em có muốn có được cái body như Tăng Thanh Hà không? Cái đó thì thầy lo được. It's time to be someone I wanna recognize. Hello Universe, chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh vlog của Cường X. Chủ đề ngày hôm nay đó chính là chúng ta sẽ cùng nhau đi giải đáp 10 câu hỏi trắc nghiệm giảm cân xuất sắc nhất. Đương nhiên sau khi cùng thầy giải đáp 10 câu hỏi này thì cái việc giảm cân của các em sẽ trở nên nhanh hơn và hiệu quả hơn bao giờ hết. Thầy có 10 móc câu hỏi muốn các em vượt qua, đó chính là 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Và các em sẽ không có bất cứ một cái sự trợ giúp nào, 50-50, sự trợ giúp từ người thân hay là hỏi ý kiến khán giả. Không, bởi vì trong cái việc giảm cân các em phải tự lực cánh sinh, chỉ nên phụ thuộc vào chính cái ý chí và cái kiến thức của các em. Các em đã sẵn sàng trả lời câu hỏi cùng thầy chưa? Nếu các em đã sẵn sàng thì chúng ta cùng nhau đi tìm ai là người giảm cân xuất sắc nhất. Câu hỏi thứ nhất, món nào sau đây gần như không calo? A. Bí ngòi. B. Cải thìa. C. Cần tay. Và D. Tất cả đều đúng. Các em cần em dạy để trả lời. Đúng hay sai gì cũng trả lời vào đó cho thầy, để thầy biết cái kiến thức của các em tới đâu. Ok, hết em dạy rồi. Đáp án đó chính là D. Tất cả đều đúng. Thật ra những cái món này có calo như nhà các em, nhưng mà cái lượng calo của nó quá thấp cho nên người ta liệt kê vào là những cái thực phẩm gần như là không calo. Cụ thể là 100g bí ngòi chỉ có 17 calo, 100g cải thìa 14 calo và 100g cần tay là 13 calo. Thì thầy nói luôn, ngoài nước ra thì tất cả những cái chất khác đều có calo hết, chỉ có nước là không calo thôi. Bởi vì calo được tạo thành từ ba cái chất dinh dưỡng chính, đó chính là tinh bột, chất đạm và chất béo. Và nước không có cái ba cái chất đó cho nên là nước không calo. Còn tất cả những cái thực phẩm khác sẽ có calo đó. Ngoài ra thầy sẽ bonus cho các em thêm ba cái thực phẩm được liệt kê vào cái nhóm thực phẩm mà hầu như là không calo, đó chính là cải son, bông cải xanh hay là cà chua. Đó là những cái thực phẩm các em có thể thêm vào thực đơn của các em để kiểu như nó làm đa dạng cái thực đơn của các em đó, và nó sẽ không khiến các em bị tăng cân đâu bởi với cái hàm lượng calo quá thấp. Nãy giờ là thầy gợi ý cho các em là 6 loại thực phẩm hầu như là không calo rồi đó. Thì tại sao những thực phẩm này cái hàm lượng calo thấp các em biết không? 95% thành phần của nó là đến từ nước rồi, mà nước là không calo đó. Với lại những thực phẩm này có khá là nhiều chất xơ. Khi các em ăn những thực phẩm này sẽ cảm thấy nhanh no hơn và không có ăn quá nhiều trong bữa ăn. Đây là những thực phẩm rất là có ích trong cái việc giảm cân mà thầy khuyên là các em nên thêm vào thực đơn của các em. Câu hỏi này thì rất là dễ luôn, câu hỏi này kiểu như trò không rồi cho nên các em sẽ trả lời đúng. Câu hỏi thứ hai, 100g đường có bao nhiêu calo? A. 69 calo. B. 100 calo. C. 265 calo. Và D. 387 calo. Các em cần em dạy để trả lời. 5, 4, 3, 2, 1. Các em đã trả lời xong chưa? Đáp án của câu hỏi này đó chính là D. 100g đường có 387 calo. Lượng calo quá khủng khiếp. Cho nên lúc giảm cân thì các em nên bớt ăn đường lại cho thầy. Theo khuyến nghị thì mỗi ngày chỉ nên ăn tầm 6-9 muỗng đường, quy ra là tầm 25-30g đường thôi. Thì nếu các em thèm ngọt trong lúc giảm cân, có thể ăn thay thế là ăn dưa hấu. Trong 100g dưa hấu chỉ có 30 calo thôi. Thấy ít không? 100g đường 387 calo mà 100g dưa hấu chỉ có 30 calo thôi. Trung bình thì các em ăn hơn 1kg dưa hấu thì cái lượng calo nó vẫn thấp hơn ăn 100g đường đó. Cho nên dưa hấu cũng là một trong những cái thực phẩm hầu như là không calo, các em có thể thêm vào thực đơn của các em. Các em mà thèm chua chua ngọt ngọt thì sao? Thì có thể ăn kiwi cho thầy, bởi vì trong 100g kiwi chỉ có 42 calo thôi, và kiwi cũng được xếp vào cái loại thực phẩm hầu như là không calo. Cho nên là nếu các em thèm ngọt có thể ăn dưa hấu, thèm chua chua ngọt ngọt có thể ăn kiwi. Nãy giờ là thầy nói 8 cái loại thực phẩm là hầu như không calo rồi đó, thì các em có thể thêm những cái thực phẩm này vào thực đơn giảm cân của các em để cái bữa ăn của các em trở nên đa dạng phong phú hơn và giúp cho cái việc giảm cân của các em trở nên hiệu quả hơn. Thì đáp án của câu hỏi này là 387 calo nha. Cái này thầy cũng đã nói ở cái vlog trước rồi. Các em mà theo thầy học thì không thể trả lời sai câu hỏi này,
Đứa này mà trả lời sai thì thầy cho cái roi vô đít á. Câu hỏi số 3. Sau khi tập luyện nên ưu tiên ăn chất nào sau đây? A. Chất đạm. B. Tinh bột. C. Chất béo. Và D. Sinh tố lúa mạch. Đáp án D các vị ngon ạ. 5, 4, 3, 2, 1. Nếu các em chọn D thì xin chia buồn cùng các em. Các em đừng bị thầy thao túng tâm lý nha. Thật ra đáp án của câu này đó chính là B. Tinh bột hay gọi là cáp á. Để thầy giải thích tại sao sau tập nên ưu tiên ăn tinh bột. Để mà giải thích cái này thì thầy sẽ nói về một cái được gọi là glycogen. Glycogen các em có thể hiểu năm nay là một cái nguồn cung cấp năng lượng chính cho cơ thể. Thì trong lúc tập các em sẽ tiêu xài các glycogen đó. Và sau tập cái hàm lượng glycogen trong cơ bắp của các em sẽ bị thấp, bị giảm xuống. Cái việc nạp tinh bột sau tập sẽ giúp hồi phục cái glycogen trong cơ bắp của các em. Nếu mà không bổ sung tinh bột thì cơ bắp của các em sẽ khó mà phục hồi hiệu quả. Bất chấp là các em có nạp nhiều cái protein đi chăng nữa. Cho nên sau tập nhớ cái thứ tự ưu tiên là nạp tinh bột rồi mới tới nạp chất đạm. Ok. Và cái việc nạp tinh bột sau tập sẽ giúp cơ thể của các em sảng khoái hơn, tinh thần của các em tỉnh táo hơn. Thì đáp án của câu này là đáp án B. Còn đứa nào mà chọn sinh tố lúa mạch thì biết tay thầy nghe chưa? Là bữa sau cô thầy rủ đi nhậu đó. Câu thứ tư, tại sao nhiều người chọn ăn ức gà trong lúc giảm cân? A. Nhiều protein, ít calo. B. Rẻ. C. Đó là thịt trắng. Và D. Tất cả đều đúng. Các em anh em dây để trả lời đó. 5, 4, 3, 2, 1. Ok, đáp án của câu này đó chính là D. Tất cả đều đúng. Tại sao câu A đúng các em? Bởi vì ức gà nó có nhiều protein, ít chất béo và nó không có tinh bột, cho nên dẫn tới cái việc calo của nó thấp. Đó là lý do nhiều người chọn ăn ức gà trong lúc giảm cân. Thì câu B là nó rẻ, đúng rồi. Bởi vì 1 kg ức gà tính ra là chỉ có 70-80 ngàn thôi. Còn 1 kg thịt heo thì nó sẽ rơi vào 110-180 ngàn ký. Còn kg thịt bò thì là 250 ngàn ký rồi. Các em biết tại sao cái đáp án C lại đúng không? Bởi vì thịt đỏ thường có cái hàm lượng cholesterol rất là cao. Nếu mà các em ăn nhiều sẽ dễ dẫn đến cái nguy cơ mắc các bệnh về tim mạch, tiểu đường, đột quỵ, ung thư v.v. Theo cái viện nghiên cứu ung thư từ Mỹ, một cái người bình thường một tuần thì không nên ăn quá 500g thịt đỏ. Cho nên nhiều người sẽ chọn thịt trắng để ăn. Nhưng cái gì cũng vậy, không có nghĩa là ăn nhiều thịt trắng là tốt đâu nha các em. Nếu mà các em ăn nhiều ức gà hay là bổ sung nhiều protein trong một thời gian dài với hàm lượng lớn, bổ sung liên tục thì thận nó sẽ quá tải, sẽ dẫn đến các cái vấn đề về suy thận, các cái bệnh về thận. Cứ nhớ cho thầy một điều là không có bất cứ thứ gì trên đời mà ăn nhiều là tốt hết, mà ăn ở cái mức cân bằng, ở cái mức vừa phải mới là tốt nhất. Thiệt ra với các em muốn giảm cân thì chỉ cần ăn thâm hụt calo thì đã đủ giảm cân rồi, bất kể cái tỷ lệ luôn. Nhưng trong lúc giảm cân, nếu các em ăn nhiều protein để mà tăng cơ thì nhớ ăn đủ chất xơ với uống đủ nước cộng với vận động cho thầy, để mà nó bớt cái gánh nặng cho cái thận của các em. Nếu mà cảm thấy không ổn thì giảm cái tỷ lệ protein lại cho thầy. Thì sẵn đây thầy nói luôn là các nhà nghiên cứu khuyến cáo rằng một người bình thường thì nên ăn tầm 1.2 cho tới 1.6g protein trên 1kg trọng lượng cơ thể là lý tưởng. Ví dụ như em là người bình thường đi, em 100kg đi, thì một ngày thì em chỉ nên ăn tầm 120 cho tới 160g protein thôi. Còn với những người bình thường tập luyện kiểu như là 3 tới 4 buổi trên tuần thì nên nạp protein ở cái mức 1.7 cho tới 2.2g protein trên 1kg trọng lượng cơ thể. Còn với những người có sức khỏe bình thường, vận động cường độ cao như thầy thì có thể nạp protein trong cái khoảng là từ 2.3 cho tới 2.8g protein. Thiệt ra những cái người vận động viên người ta có thể nạp chạm tới cái mốc 3.3g protein, nhưng mà đừng có bao giờ nạp trên cái mức đó, bởi vì sẽ gây cái tình trạng là ngộ độc protein và rất là gây hại cho thận. Cho nên thầy khuyến khích các em nên tự điều chỉnh cái tỷ lệ protein theo cái cơ thể của các em đi. Ví dụ các em mà ít vận động thầy khuyên là không nên nạp trên 2g protein trên 1kg trọng lượng cơ thể đâu. Đó. Câu hỏi số 5. Muốn giữ cân nặng hiện tại và tăng cơ giảm mỡ thì nên ăn ra sao? A. Là nên ăn calo in bằng calo out. B. Là nên ăn theo tỷ lệ tăng cơ giảm mỡ. C. Là nên ăn cái thực phẩm healthy. Và câu D. Tất cả các đáp án trên đều đúng. Đó, các em anh em dây để chọn. 5, 4, 3, 2, 1. Ok. Thì đáp án của câu hỏi này chính là D. Tất cả đáp án trên đều đúng. Câu hỏi này là câu hỏi cho không luôn đó. Các em cứ thấy D tất cả đều đúng thì phan cho thầy, không trúng thì cùng chặt thôi. Ok, để thầy giải thích tại sao ha. Thì đầu tiên muốn giữ cân nặng hiện tại thì các em phải ăn calo in bằng calo out trước đã.
đúng không? Thì calorie là gì? Là cái lượng năng lượng, cái lượng calo mà các em ăn vào trong một ngày, nó gọi là calorie. Và calo là cái lượng calo mà các em tiêu thụ trong một ngày thông qua các hoạt động như là vận động, rồi cơ thể cần để mà hít thở, duy trì sự sống gì đó. Tất cả các hoạt động đó thì gọi là calo. Thì đầu tiên muốn giữ cân bắt buộc phải ăn calo bằng calo trước đã, mới tính tới cái chuyện khác. Rồi sau khi mà giữ được cái cân nặng đó thì muốn tăng cơ giảm mỡ cùng lúc thì các em phải ăn theo cái tỷ lệ tăng cơ giảm mỡ. Thì cái tỷ lệ đó là tỷ lệ gì? Thì có thể ăn theo cái tỷ lệ 4-4-2 hoặc là cái tỷ lệ 5-3-2 hoặc là cái tỷ lệ của thầy. Đó là những cái tỷ lệ giúp tăng cơ giảm mỡ. Nói chung á, đó là một cái tỷ lệ mà giảm cái lượng tinh bột xuống và tăng cái tỷ lệ protein lên. Đáp án C, chọn cái thực phẩm đủ healthy là sao? Là cái chất lượng thực đơn trong cái việc giảm cân của các em rất là quan trọng. Chọn cái thực phẩm đủ tốt, đủ healthy sẽ giúp cho cái việc giảm mỡ của các em trở nên nhanh hơn và an toàn hơn. Ngoài ra các em có thể hiểu năm nay là các em ăn những cái thực phẩm tốt vào, nó sẽ giúp đẩy những cái thực phẩm xấu, những cái thực phẩm trước đây khiến các em tích mỡ ra bên ngoài. Đó thì chốt lại, muốn giữ cân và tăng cơ giảm mỡ thì ăn calo-in bằng calo-out kết hợp với ăn theo tỷ lệ tăng cơ giảm mỡ và chọn những thực phẩm tốt, thực phẩm healthy. Ngoài ra phải kết hợp với cái việc vận động và tập luyện để tăng cái tốc độ trao đổi chất và giúp các em đốt được nhiều calo hơn, đốt được nhiều mỡ thừa hơn. Đó là bốn cái việc cần làm nếu mà các em đang muốn giữ cân và tăng cơ giảm mỡ. Ok, câu hỏi số 6, nên ăn low carb trong thời gian bao lâu? A là 1 tới 5 tháng, B là từ 6 tới 9 tháng, C là ăn cả đời, và D, tất cả đáp án trên đều đúng. Thầy cho các em 5 giây để trả lời. 5, 4, 3, 2, 1. Ok, chỉ nên ăn low carb trong thời gian 1 cho tới 5 tháng thôi. Đó chính là đáp án A nha các em. Và theo thầy lý tưởng nhất là chỉ nên ăn 3 tháng thôi. Đồng ý là ăn low carb, là chế độ ăn kiêng ít tinh bột sẽ khiến việc giảm cân của các em trở nên nhanh hơn. Nhưng mà cái việc ăn ít tinh bột á, nó sẽ khiến cơ thể của các em nó không có được năng động, kiểu như nó lừ đừ, nó mệt mỏi, thiếu sức sống lắm. Cho nên chỉ nên ăn trong thời gian ngắn để đạt được cái cân nặng mong muốn và sau đó tăng cái tỷ lệ tinh bột lên. Các em mà muốn ăn low carb để tăng cơ giảm mỡ tối đa trong cái thời gian ngắn, với lại là các em có tập luyện với cái cường độ cao, thì có thể ăn theo cái tỷ lệ của thầy. Đây là cái tỷ lệ giúp thầy trong 3 tháng giảm 15kg. Ngoài ra các em có thể ăn theo cái tỷ lệ 4-4-2. Còn với các em ít vận động, không vận động thì có thể ăn theo cái tỷ lệ 5-3-2. Có nghĩa là 50% calo đến từ tinh bột, 30% calo đến từ protein và 20% calo đến từ chất béo. Cái tỷ lệ 5-3-2 này nè là thầy thấy Tăng Thanh Hà hiện đang xài đó. Các em có muốn có được cái body như Tăng Thanh Hà không? Cái đó thì thầy lo được. Thầy sẽ ra cái vlog hướng dẫn tính calo theo cái tỷ lệ 4-4-2 và cái tỷ lệ 5-3-2. Ok, với lại một cái điều thầy muốn nhấn mạnh là các em muốn giảm cân thì các em chỉ cần ăn thâm hụt calo thôi, bất kể cái tỷ lệ nào. Những cái tỷ lệ của thầy nói là những cái tỷ lệ nó tăng cơ giảm mỡ nhiều hơn thôi. Câu hỏi số 7, những loại thực phẩm nào sau đây không nên gọt vỏ khi ăn? A. Táo, B. Dưa leo, C. Cả A và B đều đúng, và D. Cả A và B đều sai. Các em có 5 phút, 5 giây để chọn. 5, 4, 3, 2, 1. Ok, đáp án của câu hỏi này đó chính là C. Cả A và B đều đúng. Thì tại sao? Như thầy giải thích nè, vỏ dưa leo có khá nhiều chất xơ, khi mà các em ăn vào sẽ khiến các em no lâu hơn. Ngoài ra nó còn chứa rất nhiều vitamin và khoáng chất khác. Dưa leo cũng là một trong những cái thực phẩm hầu như không calo. 100g dưa leo chỉ có 15 calo thôi. Cho nên các em có thể thêm dưa leo vào thực đơn của các em. Nãy giờ là thầy nói là được 9 món rồi đó, 9 món là gần như không calo rồi đó. Thì đó là dưa leo. Còn táo thì sao? Trong cái vỏ táo cũng chứa rất là nhiều chất xơ, và 50% cái lượng vitamin C ở trong cái quả táo nó nằm ở cái vỏ táo. Cho nên táo với dưa leo thì thầy khuyến khích nên ăn luôn cả vỏ để giúp các em no lâu hơn và có nhiều thêm nhiều cái vitamin và khoáng chất vào cơ thể của các em hơn. Trong 100g táo, cái lượng calo của nó thì cũng không gọi là cao quá, cũng không có thấp quá. Nhưng mà thầy xin quăng táo luôn vào những cái thực phẩm gần như không calo, bởi vì táo ăn rất tốt. Cho nên táo sẽ là cái thực phẩm thứ 10 gần như không calo mà các em nên thêm vào cái thực đơn. Có nhiều bạn sẽ đặt ra cái câu hỏi là nếu mà phun thuốc thì sao thầy? Thì phun thuốc thì thầy chịu thôi, no hope, không có hy vọng gì rồi. Phun thuốc thì ok, thì gọt vỏ ăn cũng được. Nhưng mà có thầy nói là các em mua từ những chỗ uy tín thì các em nên rửa sạch rồi ăn luôn. Đó là xong câu hỏi thứ 7. Câu hỏi số 8, thực phẩm nào dưới đây không nên ăn khi đói? A. Chuối, B. Dứa, C. Cà chua, và D. Tất cả đều đúng. Các em có 5 giây để trả lời. Ok, đáp án của câu hỏi này là
D, tất cả đều đúng. Thì đầu tiên, tại sao đói lại không nên ăn chuối? Có rất nhiều em có thói quen là đói thì ăn chuối, nhưng mà đây là một cái thói quen rất là nguy hiểm nha các em, không nên ăn chuối khi đói. Bởi vì khi đói mà ăn chuối thì dẫn đến cái hàm lượng magie của các em sẽ tăng lên, sẽ phá vỡ cái sự cân bằng magie và canxi trong máu, thì nó sẽ gây hại cho cái tim mạch của các em nè. Đó, rồi giờ tới đáp án B. Tại sao đói lại không nên ăn dứa? Bởi vì trong dứa chứa rất là nhiều enzyme tiêu hóa. Khi đói các em ăn dứa sẽ dễ bị tổn thương cái dạ dày của các em, và thời điểm tốt nhất để ăn dứa là sau bữa ăn. Rồi giờ tại sao đói lại không nên ăn cà chua? Nhớ cho thầy là những cái thực phẩm nào mà chua chua như là cam nè, cà chua nè, chanh nè, vâng. Khi đói đừng nên ăn, bởi vì nó sẽ dễ gây ra các chứng ở nóng, ở chua, viêm dạ dày. Thì đó là những thực phẩm không nên ăn khi đói nha các em. Thì các em sẽ hỏi thầy là những cái loại thực phẩm, cái loại trái cây nào có thể ăn khi đói? Thì đó là táo quay bơ nha các em. Táo quay bơ có thể ăn khi đói và nó rất tốt trong cái việc giảm cân, cho nên đừng có quên thêm táo quay bơ vào thực đơn giảm cân của các em. Chỉ lưu ý với thầy một điều là đừng có nên ăn táo trước lúc ngủ, vì nó dễ gây ra các chứng như là đầy hơi hay là ở nóng. Đó là xong câu hỏi thứ 8 rồi đúng không? Câu hỏi số 9. Một ngày nên ăn bao nhiêu trứng gà? A. 2 trứng, B. 4 trứng, C. 8 trứng, và D. Không có đáp án đúng. Các em chọn đi. 5, 4, 3, 2, 1. Đáp án của câu hỏi này đó chính là đáp án D, không có đáp án đúng. Hiện tại trên thế giới thì không có một cái kết luận nào nói là một ngày ăn bao nhiêu trứng là có lợi hay là một ngày ăn bao nhiêu trứng là có hại. Với những cái vận động viên mà thầy biết thì người ta nói là một ngày họ có thể ăn tới 20 quả trứng gà vẫn không có suy nhê gì hết. Và theo những cái nguồn tin thầy đọc từ các cái bác sĩ, các cái chuyên gia, thì người ta nói là một người bình thường một ngày có thể ăn dưới 8 trứng cũng không sao. Hiện tại á, khoa học nó vẫn chưa có một cái kết luận nào đủ cái sức thuyết phục về cái vấn đề này. Thì khi thầy nói tới đây á, chỉ có nhiều em nghĩ là ngon á thầy, ngày em ăn 8-10 trứng liền được á nha thầy, chắc không sao đâu. Nhân theo cái triết lý của thầy, không có thứ gì nhiều mà tốt hết á, bất kể cái thứ gì dư thừa đều có thể ảnh hưởng xấu đến sức khỏe của các em. Theo tính toán của thầy, một ngày các em có thể ăn từ 2 cho tới 4 trứng với cái người có sức khỏe bình thường nha các em. Thì cái ngày bình thường mà thầy có tập luyện á thì thầy ăn 4 trứng, và những ngày nào không tập á thì thầy ăn 2 trứng. Những người bình thường á thì nên ăn cả lòng trắng và lòng đỏ luôn. Ok, câu hỏi cuối cùng, câu hỏi số 10. Nãy giờ chính câu hỏi kia làm các em hát não quá rồi đúng không? Cho nên câu hỏi số 10 sẽ là câu hỏi cho không. Thầy cao 1m bao nhiêu? A. 1m85, B. 1m91, C. 1m72, và D. 1m88. Đó, các em chọn đi. Thầy, đáp án đúng của câu này là 1m72. Các em nào mà chọn câu A, B hay câu D thì thầy rất cảm ơn nha. Nhưng mà có chiều cao của thầy là 1m72. Thì tại sao lại có câu hỏi này? Có rất nhiều em hỏi thầy là các em cao 1m70 thì bao nhiêu ký là được hả thầy? Thì có một cái nguyên tắc nói vui này nè, ví dụ như các bạn nam cao 1m70 đi thì bao nhiêu ký là lý tưởng, các bạn bỏ con số 1m ra thì sẽ ra được số ký lý tưởng, đó chính là 70 ký. Rồi với các bạn nữ á, ví dụ như 1m60 thì bao nhiêu ký là lý tưởng, thì các bạn bỏ 1m với các bạn trừ ra 10cm ra sẽ ra số ký lý tưởng. Ví dụ như bạn 1m60, bạn bỏ 1m ra cho bạn trừ 10 ký là ra 50 ký. Thì đó là cái lý thuyết là vậy, nhưng theo thầy á, nó chỉ mang cái tính chất tương đối thôi. Còn cái body của em á, thì các em phải dùng con mắt của em này, các em nhìn vô, các em cảm thấy là các em hài lòng với nó đó, các em nhìn thấy ok body của mình vậy là hiện tại ok thỏa mãn rồi, thì đó là cái số ký lý tưởng của các em. Các em sống cho các em nhìn vào cái body của các em hài lòng là được, người khác nói gì không quan trọng. Ok, các em cho dù các em mập đi mà các em hài lòng với chính cái sự mập đó thì ok cũng được luôn, không có vấn đề gì hết, quan trọng là phải tự tin. Ok, thì đó là xong hết 10 câu hỏi trắc nghiệm giảm cân xuất sắc nhất từ thầy. Nhìn thì có vẻ vui vui vậy thôi, nhưng mà cái câu này nó sẽ là cái công cụ hỗ trợ đắc lực trong cái việc giảm cân của các em và khiến các em khỏe mạnh hơn. Giờ thì tổng hợp lại cho thầy mấy đứa đúng được bao nhiêu câu rồi. Đứa nào mà đúng dưới 5 câu bình luận xuống bên dưới để thầy phạt. Còn em nào mà đúng được 10 câu thì bình luận ở dưới luôn, để thầy có phần quà gửi đến tận nơi cho các em luôn. Phần quà gì thì các em bình luận sẽ biết. Thầy có một cái tin vui muốn báo cho các em luôn, là cái vlog cặp bụng tuần sau sẽ có. Cái thằng Cường X nó đang quay cái vlog đó đó, nhớ đón xem nghe chưa. Ở kênh vlog của thầy có 3 nhân vật là nha các em, chứ không phải có một mình thầy đâu. Là cái thằng Cường X, là cái thằng này nè đó, nó nói chuyện hơi chán một xíu nhưng mà nó nói chuyện điềm đạm. Còn thầy nè, thầy nói chuyện hơi thô lỗ một xíu nhưng mà được cái này nó giải trí. Còn nhân vật thứ ba là một cái thằng gọi là dancer tia chớp, thằng này nè,
thằng nhỏ nhoi này, như con lăng quăng này á, nhảy như con lăng quăng này á, đó là dancer tia chớp này, là nhân vật mới nổi trên cái kênh của thầy đó. Các em mà kiểu như buồn buồn hay gì á, có thể vô bật cái clip của thằng này coi, thằng này cá tính giải trí á, chứ thầy là thầy không có làm những cái chuyện như này đâu. Đó thì ok, hẹn gặp lại mọi người vào tuần sau, nhớ đón xem cái vlog gặp bụng nha. Ok, còn bây giờ xin chào và hẹn gặp lại.